E. Liên kết hóa học. Và cái phần này có một số vấn đề cô sẽ làm nó kỹ để làm gì ạ? Để còn các bạn có thể dùng sang cả phần hữu cơ nữa. Ví dụ như vấn đề về các cái liên kết sigma rồi liên kết pi vân vân, và cái phần về cái sen phủ rồi là lai hóa đối với carbon đấy, thì cô giáo sẽ làm kỹ cho các bạn. Để làm gì thôi? Để các bạn trang bị cái kiến thức, các bạn hiểu cái phần hữu cơ nó tốt hơn. Đấy. Thế bây giờ thế này, phần khái niệm thì chắc là các bạn đọc các bạn hiểu được đúng không ạ? Chúng ta có khái niệm về liên kết đây này, một số cái khái niệm, ví dụ như liên kết hóa học là gì này. Đấy. Tại sao các nguyên tử khí hiếm lại tồn tại ở trạng thái đơn nguyên tử, còn nguyên tử của các nguyên tố khác lại kết hợp với nhau? Thì cái này rất dễ thôi nhá. Liên kết hóa học thì người ta hiểu là nó là sự kết hợp của nguyên tử các nguyên tố đúng không? Và kết hợp đấy để làm gì? Để tạo thành phân tử hoặc tinh thể. Cái đấy rất dễ hiểu rồi. Thứ hai là tại sao các nguyên tử khí hiếm lại có thể tồn tại ở dạng đơn nguyên tử? Là bởi vì ở trạng thái đấy nó bền. Mà nó bền thì nó không muốn thay đổi nữa, đúng không? Nó không muốn kết hợp. Khi kết hợp nó lại làm sao? Kém bền hơn. Cho nên là rõ ràng nó tồn tại ở dạng đơn nguyên tử. Còn nguyên tử của các nguyên tố khác thì làm sao? À, đều kết hợp với nhau để tạo thành phân tử hoặc tinh thể. Và chỗ này nó có một cái ý hôm trước chúng ta cũng khai thác đấy. Là khi người ta nói cái chỗ là argon đấy đúng không? Thì các bạn không biết là chúng ta tính nó như thế nào, nhưng ta hiểu argon là khí hiếm, như vậy thì nó ở dạng đơn nguyên tử. Đấy. Cho nên đấy, chúng ta áp dụng nó ở chỗ đấy, cho nên các bạn phải chú ý cho cô. Vâng. Thế còn về cái quy tắc bát tử, cô giáo cũng nói luôn. Quy tắc bát tử tức là thế này, người ta cho rằng khi hình thành liên kết thì các nguyên tử thường tìm cách để đạt được cấu hình bền vững của khí hiếm. Nhưng cô giáo cũng nói luôn thế này, thực ra về vấn đề liên kết nó rất phức tạp. Tức là có rất nhiều cái quan điểm khác nhau về vấn đề liên kết. Và các bạn hình dung thế này, người ta đưa ra các cái thuyết khác nhau để giải quyết vấn đề liên kết. Ví dụ tôi dùng thuyết A, tôi giải thích được cơ bản một số loại liên kết. Thế còn những loại khác không dùng được thuyết A thì tôi lại phải đưa ra một thuyết B. Xong rồi có những cái không dùng được thuyết D tôi lại phải dùng tới thuyết C. Cho nên đấy các bạn chú ý. Vậy thì thế này, ở đây cô giáo viết rất rõ rồi, quy tắc bát tử người ta dùng để giải thích sự hình thành liên kết trong những trường hợp đơn giản thôi. Ví dụ như là các kim loại ở các nhóm 1A, 2A chẳng hạn, thì khi nhường E thì thường đạt được cấu hình là lớp ngoài 8E. Đấy. Hoặc là một số trường hợp của các phi kim khi tạo thành liên kết thì thường đạt được cấu hình 8E lớp ngoài hoặc là 2E đối với nguyên tử hydro. Thì chỉ những trường hợp đơn giản thôi. Chứ còn những trường hợp phức tạp không thể dùng quy tắc bát tử được. Hay như tôi đơn giản như là các cái kim loại nhóm B có dùng quy tắc bát tử được không? Rõ ràng là không rồi. Ví dụ đấy, chúng ta học sắt. Sắt mà nhường đi mà để đạt được cấu hình lớp ngoài 8 thì nó phải nhường đi bao nhiêu? Nhường đi 8. Tại vì lớp ngoài nó tổng nó có tới là lớp 16E đúng không? Đấy, nếu mà nó nhường đi để đạt được cấu hình như khí hiếm argon đấy thì nó phải nhường đi tới 8E đúng không? Mà nhường 8E có phải là dễ không? Không dễ một chút nào cả. Bởi vì các bạn biết là nhường E là phải cung cấp năng lượng. Tức là cái chất mà phản ứng với nó phải cung cấp năng lượng cho nó để nó nhường E. Thế bây giờ nhường nhiều thì phải cung cấp nhiều năng lượng, lấy đâu ra năng lượng để cho nó nhường đúng không? Vâng. Đấy. Nên chỗ đây các bạn chú ý. Tiếp này, phần 2 các bạn chú ý này, sự hình thành ion. Chỗ này cô giáo viết cũng rất rõ rồi. Ion là nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử mang điện. Đúng không? Tiếp này, khi nguyên tử nhường electron thì trở thành ion dương. Các bạn đều biết rồi, hay người ta còn gọi là cation. Khi nguyên tử kim loại, các nguyên tử kim loại, đặc biệt là những kim loại mạnh thì dễ nhường electron. Câu này cũng rất là dễ đối với các bạn. Và chú ý này, đối với các kim loại nhóm 1A, 2A, 3A thì nó thường nhường đi toàn bộ số E lớp ngoài cùng. Và đấy, như cô nói là nó tuân theo quy tắc bát tử, đúng không? Ví dụ các kim loại nhóm 1A thì sẽ nhường đi mấy E? 1E. Chẳng hạn như là các bạn biết là natri chẳng hạn nhé, thì sẽ nhường đi 1E để tạo thành ion natri 1+, đúng không? Hay là magie thuộc nhóm
2A nó sẽ nhường đi 2E để đạt được cấu hình của khí hiếm. Hoặc là nhôm thuộc nhóm 3A nó sẽ nhường đi 3E. Được chưa? Đấy. Cái chỗ đấy là cái các bạn phải nhớ thôi. Cứ nhóm 1A thì khi nhường thì nhường hết đi 1E, nhóm 2A thì nhường 2E và nhóm 3A thì chúng ta chỉ hay dùng cái nhôm thôi, nó sẽ nhường đi 3E. À, với các nguyên tử kim loại nhóm B, đây cái này phải chú ý nhé, thì thường là nhường đi số E lớp ngoài cùng, tức là của cái phân lớp NS và một số E của phân lớp N-1D. Nhưng một số là bao nhiêu thì các bạn nhớ thế này, nói chung là khi nó nhường mà để tạo thành ion dương đấy, thực ra nó không nhường đến quá 3E đâu. Mà chúng ta vẫn dùng cái đó ở trong bài toán đấy đúng không? Là cation kim loại mà trong muối đấy thì hóa trị cao nhất là bao nhiêu? Là 3, chúng ta thường xét là 1, 2, 3. Đấy, đúng không? 4 thì là nó không bền rồi, mà nó cũng nhường khó. Cho nên tuy là chúng ta không học nhiều các kim loại thuộc nhóm B, nhưng chúng ta thấy là ví dụ như sắt nhá, nó có thể nhường đi 2E của phân lớp 4S. Xong rồi nó có thể nhường tiếp gì? 1E nữa của phân lớp 3D thôi. Đấy, các bạn thấy như trường hợp của sắt nhá, sắt là gồm cấu hình của ắc gông này, đúng không? Và đây là 3D6 4S2. Thế nếu mà theo quy tắc bát tử thì nó phải nhường đi tới 8E, nhưng không, không nhường được. Đấy, thế thì ở đây mà các bạn lại phải chú ý, cái này phải nhớ, nó nhường thì thường cao nhất cũng chỉ nhường đến 3 thôi. Đấy, ví dụ như sắt đấy, một là nhường đi 2E của 4S, sau đó nhường tiếp 1E của 3D nữa. Và cái quan trọng là cô giáo muốn các bạn biết viết được cái cấu hình E của các cái cation do các kim loại nhóm B tạo ra. Ví dụ đối với sắt 2 thì cấu hình E của nó sẽ là gì ạ? Là ắc gông 3D6. Vâng, khi nhường thì nó bắt buộc phải nhường đi cái E của lớp ngoài cùng đã. Đấy, thế còn nếu là sắt 3, vâng, thì nó sẽ là ắc gông 3D5, nó nhường tiếp đi 1E của phân lớp 3D. Đấy, nhớ nhá. Xong. Tiếp, nguyên tử khi nhận electron thì trở thành ion âm. Rõ ràng nó thừa hạt E so với hạt P thì nó phải thành ion âm. Thế và anh nào nhường, anh nào nhận? Các phi kim, và đặc biệt là phi kim mạnh. Thế đối với các phi kim thì nhận bao nhiêu E? Nó cứ nhận để nó đủ lớp ngoài 8E. Đấy, đối với các phi kim thì là thế, đúng không? Ví dụ như là fluor ở nhóm 7A, lớp ngoài nó có mấy E? 7E. Vậy nếu nó nhận thì nó sẽ nhận 1E để trở thành fluor trừ. Thế oxy ở nhóm 6A, lớp ngoài có mấy E? 6E. Vậy nó phải nhận được mấy? 2E để trở thành O2 trừ. Hoặc là nitơ, nếu nhận thì sẽ nhận 3 để tạo thành 3 trừ. Được chưa? Đấy, đấy là về phần khái niệm. Chúng ta sang cái phần 2 là phần 3 là các kiểu liên kết hóa học thường gặp. Phần 3, các kiểu liên kết hóa học thường gặp. Các kiểu liên kết hóa học thường gặp. Đây, cô giáo nhấn mạnh rất rõ rồi nhá. Một là liên kết ion, hai là liên kết cộng hóa trị, và ba là liên kết kim loại. Đây chính là ba kiểu liên kết hóa học. Vâng, bây giờ các bạn chú ý cô giáo nói nhanh chỗ này này. Liên kết ion này được hình thành nhờ lực hút tĩnh điện giữa các ion trái dấu. Thuộc chưa? Ion dương và ion âm. Liên kết ion thường được hình thành giữa các nguyên tử kim loại mạnh và phi kim mạnh. Rất dễ hiểu. Hợp chất được hình thành theo kiểu liên kết ion được gọi là hợp chất ion. Tiếp, liên kết cộng hóa trị là liên kết hình thành bằng cách dùng chung E. Cộng hóa trị mà, cộng ở đây chính là dùng chung, còn hóa trị chính là E hóa trị.
vậy thì cái người từ người ta dùng là cộng hóa trị, tức là dùng chung các e hóa trị. Thế và thường thì chúng ta dùng khái niệm là dùng chung những cặp electron hóa trị, đúng không? Đấy. Nhưng thực ra thì chúng ta nói tổng quát thì chúng ta chỉ cần nói là dùng chung các electron hóa trị. Vâng. Hợp chất được hình thành theo kiểu liên kết cộng hóa trị gọi là hợp chất cộng hóa trị. Phần này tí nữa cô giáo sẽ nhấn mạnh thêm một cái chỗ là về cái liên kết phân cực rồi không phân cực rồi là liên kết cho nhận, cô giáo sẽ phân biệt sau. Thế còn liên kết kim loại? Lớp mình còn là chưa được viện nghiên cứu về mình nghỉ tết ở tâm nhỉ? Có hết rồi ạ. Cảm ơn em. Và các bạn nhớ cho cô một điều này đây. Liên kết kim loại được hình thành nhờ lực hút giữa electron tự do và ion dương kim loại. Được chưa? Vâng. Ý 4, ý 5 cô giáo so sánh cho các bạn rồi. Các bạn tự đọc thôi. So sánh giữa liên kết kim loại và liên kết ion, và so sánh giữa liên kết kim loại và liên kết cộng hóa trị. Vâng. Phần đấy không có gì. Bây giờ sang ý 6 này. Độ âm điện và liên kết hóa học. Cái này là cô giáo tổng kết lại cho các bạn chú ý nhé. Việc để các bạn có thể xác định được à, cái liên kết này là loại liên kết gì, thì người ta hoàn toàn, nếu người ta cho các bạn độ âm điện, còn người ta không cho thì mình chịu đấy, là mình phải dùng định tính. Ví dụ giữa natri với clo thì tôi hiểu à, natri là kim loại mạnh, clo là phi kim mạnh. Vậy thì natri và clo tôi có thể đánh giá nó sẽ là liên kết ion, đúng không? Hoặc là liên kết giữa các phi kim, tôi có thể hiểu đấy là liên kết ion. Thế nhưng mà nếu người ta cho độ âm điện thì mình sẽ dùng đây này. Vâng, và chúng ta phân biệt từ 0 đến nhỏ hơn 0,4. Cho nên chúng ta mới có sang phần về liên kết giữa CH có phân cực không nhỉ? Không phân cực. Còn nhớ phần hữu cơ đấy, trong phần học về hydrocarbon, liên kết CH không phân cực. Tại vì sự chênh lệch độ âm điện của nó không vượt quá 0,4. Đúng không? Đấy, cho nên là dùng cái đó phải chú ý. Vâng. Tiếp ý thứ 7 cô giáo muốn nhắc cái này ạ. Là sự phân cực của liên kết và sự phân cực của phân tử, đây là hai khái niệm hoàn toàn không giống nhau. Nhá. Để đánh giá một liên kết có phân cực hay không, người ta chỉ cần dựa vào sự chênh lệch độ âm điện. Cứ độ âm điện càng chênh lệch nhau thì liên kết càng phân cực. Được chưa? Đấy, không ảnh hưởng gì đến các cái liên kết khác. Nhưng mà để xét xem một phân tử có phân cực không thì lại phải dựa vào cả cấu trúc phân tử. Ví dụ nhá, cô giáo, cái trường hợp các bạn thấy này, chẳng hạn phân tử CO2, đúng rồi ạ. CO2 thì các bạn biết carbon ở đây là carbon lai hóa sp2. À xin lỗi, sp. Phân tử CO2 có góc là 180 độ. Tức là ba cái anh này thẳng hàng. Cho nên phân tử này có phân cực không? Không phân cực. Liên kết giữa C với O thì phân cực. Nhưng khi tổng hợp hai cái moment lưỡng cực đấy lại thì nó bằng không. Vì nó giống như tổng hợp vector mà. Hai vector này cùng mô đun nhưng mà ngược chiều. Vâng, cho nên tổng hợp lại nó bằng không. Đấy. Và như vậy thì moment lưỡng cực của cả phân tử này bằng không và phân tử này không phân cực. Thế nhưng phân tử nước thì lại phân cực. Tại vì sao? Đây. Góc này nó vào khoảng 105 độ. Thế và rõ ràng khi các bạn tổng hợp hai cái moment lưỡng cực này nó sẽ phải khác không? Đúng không? Moment tổng của hai anh này là khác không? Đấy. Cho nên cái này thôi thì cô giáo không bắt các bạn phải học sâu đến như vậy. Nhưng các bạn chỉ cần nhớ cho cô thế này. Để đánh giá một liên kết là phân cực thì chỉ cần dựa vào hiệu độ âm điện. Nhưng để xét một phân tử là phân cực hay không thì phải dựa cả vào cấu trúc phân tử. Đấy, các bạn chỉ cần nhớ cho cô cái ý đó thôi. Nào. Bây giờ chúng ta sang cái ý 8, cô giáo sẽ khai thác kỹ cái phần 8 cho các bạn. Vâng, còn phần thứ 4 chúng ta hoàn toàn có thể tự đọc lấy được. Cô giáo viết rất kỹ rồi. Về tinh thể đấy, các bạn cũng nên đọc qua. Những cái ý gì mà các bạn cần nhớ, người ta cần hay khai thác là cô giáo đã viết ra ở đây rồi. Bây giờ cô giáo sẽ đi kỹ vào phần là về thế này ạ. Cái viết công thức E cho các bạn này, của hợp chất
có liên kết cộng hóa trị này. Thứ hai là cô giáo khai thác kỹ cái phần về sự hình thành liên kết cộng hóa trị, và để chúng ta phân biệt để liên kết đơn, đôi, ba này, rồi các bạn phân biệt liên kết sigma, liên kết pi. Đấy. Vâng, bây giờ trước hết là chúng ta có thế này. Khi hình thành cái, để giải thích thành liên kết cộng hóa trị, các bạn chú ý nhé, chỗ này là chỉ dùng cho liên kết cộng hóa trị đấy. Để giải thích sự hình thành liên kết cộng hóa trị, người ta có dùng ba cái thuyết khác nhau. Một, người ta gọi là thuyết cặp e dùng chung. Thuyết cặp e dùng chung. Cặp e dùng chung, tức là cặp electron dùng chung. Hay người ta còn gọi đây là thuyết Lewis. Thuyết Lewis. Đấy. Tức là người ta hình dung là khi hình thành liên kết cộng hóa trị thì các nguyên tử đưa ra các e hóa trị để hình thành các cặp e dùng chung. Và dùng cái này có nghĩa là chúng ta có cái phần là chúng ta phải viết được công thức electron và công thức cấu tạo của các hợp chất có liên kết cộng hóa trị. Đấy, phần này áp dụng là để viết công thức electron, công thức e và công thức cấu tạo của hợp chất cộng hóa trị. Cô giáo hình dung cho các bạn thế này đã, không cô giáo sẽ giải thích. Đấy là một cái mức độ nhá, để một mức độ yêu cầu đạt được ở phần liên kết cộng hóa trị là các bạn dùng thuyết cặp e dùng chung này để viết được công thức electron và công thức cấu tạo. Và trường hợp này thường là chúng ta sử dụng cái gì ạ? Sử dụng quy tắc bát tử. Quy tắc bát tử. Đấy. Cái ý thứ hai ở phần này dùng đó là thuyết sen phủ orbital. Thuyết sen phủ. Thuyết sen phủ orbital. Và cái thuyết sen phủ này chính là để các bạn hiểu về, nói đơn giản là hiểu về liên kết sigma và liên kết pi. Đấy. Từ chỗ này là để các bạn đưa ra cái khái niệm về liên kết sigma. Sigma và liên kết pi. Đấy. Đấy, khi tôi dùng cái sen phủ này thôi thì không cần phải cao siêu gì cả. Thực ra thì người ta dụng ý người ta là để các bạn hiểu được bản chất của liên kết cộng hóa trị. Thế nhưng theo tôi thì cái mà các bạn cần đó chính là các bạn hiểu được thế nào là liên kết sigma, thế nào liên kết pi, nhờ vào dùng cái sen phủ này. Và một cái thuyết nữa người ta cho cái này đó chính là sự lai hóa orbital. Thuyết lai hóa orbital. Thuyết lai hóa orbital. Thuyết lai hóa này chính để chúng ta hiểu về hình dạng của các phân tử, và đặc biệt là dùng cho phần hữu cơ rất tốt. Ví dụ chúng ta giải thích được tại sao phân tử benzen lại có cấu tạo vòng phẳng, hoặc là tại sao phân tử acetylene lại có cấu tạo đường thẳng, hoặc là tại sao phân tử ethylene lại có cấu tạo phẳng, tức là nó tất cả các nguyên tử nằm trên cùng mặt phẳng. Thế nhưng trong khi đó phân tử CH4 lại có cấu trúc không gian, thường nó cấu trúc tứ diện. Đấy, thì cái này chính là dùng để giải thích hình dạng của các phân tử. Hình dạng của phân tử. Đấy, thì cái mức độ là cô giáo chỉ muốn đi sâu vào những cái phần này để giải cho các bạn một chút. Tại thực ra cái phần này nó còn cần dùng cho cái phần hữu cơ sau này nữa. Đấy. Bây giờ thế này. Phần thứ nhất nó chính là thể hiện ở cái bài tập này đây ạ. Bài số 2. Viết công thức electron và công thức cấu tạo của các hợp chất cộng hóa trị sau. Bài ở cái phần cuối cùng ở phần bài tập ứng dụng đấy, phần 5 lớn ạ. Bây giờ thế này. Ở cái phần này như cô đã nói là khi chúng ta muốn dùng được thuyết cặp e dùng chung này thì chúng ta phải chấp nhận là thế này.
là các nguyên tử khi hình thành liên kết là đều đạt được cấu hình bền vững của khí hiếm, tức là cấu hình với 8E lớp ngoài cùng, và riêng trường hợp hydro là mấy? Là 2E. Đấy, cái sự này sử dụng là phải dùng cái đó. Và như vậy thì ở đây nó sẽ xuất hiện một cái liên kết, là liên kết gì đây? Cho nhận. Vâng, thế bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái phần này. Phân tử hydro quá dễ rồi đúng không? Sao ạ? À, người ta thấy là hai nguyên tử hydro sẽ xuất hiện một cặp E dùng trục, đúng không? Mỗi anh đưa ra một. Vậy thì đây chính là công thức electron của hydro. Công thức chứ không phải cấu hình nhé. Người ta gọi là công thức electron. Trong công thức này thể hiện các cái cặp E hóa trị liên kết, và cũng có thể người ta thể hiện cả cặp E hóa trị không liên kết nữa. Nhưng thường thì tốt nhất là chúng ta chỉ cần quan tâm tới gì? Cặp E liên kết thôi. Đấy. Thế còn clo thì sao? À, clo cũng hoàn toàn tương tự đúng không? Là giữa hai nguyên tử clo cũng xuất hiện một cặp E dùng chung ạ. Có biết cách tính chưa nhỉ? Clo lớp ngoài cùng có 7, đúng không? Vậy thì để đạt được 8 thì nó phải cần dùng chung 1E thôi. Như vậy có nghĩa là mỗi anh sẽ góp ra 1E. Thế còn nitơ thì sao? Vâng, nitơ lớp ngoài cùng mới có 5E. À, thế bây giờ để đạt được 8 thì nó phải thiếu 3. Tức là mỗi anh phải cần dùng thêm của anh kia 3E nữa. Cho nên có nghĩa là mỗi nguyên tử sẽ đưa ra 3E, và khi đó sẽ hình thành 3 cặp E dùng chung. Và liên kết giữa hai nguyên tử nitơ, ở đây người ta gọi là liên kết 3, bởi thực hiện bằng 3 liên kết cộng hóa trị. Tiếp tục ạ. Phân tử nước thì sao nhỉ? Đối với phân tử nhiều nguyên tử thì các bạn phải xác định cái nguyên tử trung tâm của nó. Ví dụ H2O thì ở đây O là nguyên tử trung tâm. Chúng ta hình dung như thế, O là trung tâm. Vậy thì nó phải liên kết với 2H. Và các bạn chỉ cần nhớ cho cô thế này thôi ạ. Trước mắt là các bạn nhớ này. Là O thì có 6E lớp ngoài. H thì mỗi anh có 1E. Thế mà O thì phải cần 2E nữa thì mới gì? Mới đạt được 8. H thì mỗi nguyên tử chỉ cần 1E. Trên chúng ta sẽ tính toán được ngay là sao? O sẽ đưa ra 2E để hình thành 2 cặp E dùng chung với 2 nguyên tử hydro. Nhưng chỗ này khi viết thì các bạn chú ý một chút, nếu các bạn viết độ âm điện của oxy lớn hơn hydro trên cặp E dùng chung làm sao? Lệch về phía oxy. Trên khi viết chúng ta thể hiện điều đó, tức là chúng ta viết nó gần oxy hơn. Thế mà nếu các bạn lại nhớ được cái dạng hình học của nó, các bạn sẽ viết đúng cái dạng hình học thì tốt nhất. Thế còn không thì chúng ta cứ viết thế này là được rồi. Công thức cấu tạo. Tiếp. H2S có tương tự không? Hoàn toàn tương tự. Bởi vì lưu huỳnh cũng nằm ở nhóm 6. Hoàn toàn tương tự. Đấy. Tiếp ạ. CO2. CO2 thì sao? Vậy thì chắc là C phải là trung tâm này. Nó sẽ liên kết với 2O đúng không ạ? Liên kết với 2O. Thế các bạn tính được ngay ạ. Mỗi O thì cần phải dùng 2E. Vậy thì 2O thì phải dùng 4E. Tức là nói nôm na là carbon phải đưa ra 4E. Thế còn mỗi O thì đưa ra 2E. Vậy thì xong rồi. Vậy thì sẽ hình thành 2 cặp E dùng chung. Đúng chưa? Vân vân. Thế hay là phân tử NH3 chắc các bạn biết được rồi đúng không? Vâng, rất dễ. Giờ cô lấy một thí dụ khác như là trường hợp
SiO2. Cô giáo cho các bạn tính toán lên chỗ này, SiO2. Nào, bây giờ chúng ta thử xem là với SiO2 thì nó sẽ phải dùng chung E như thế nào. Không biết phần này các bạn đã biết cách tính chưa cơ? SiO2, chúng ta cứ viết thế này đã. Vậy đây là S này, O này, O này. Bây giờ tôi mới suy nghĩ thế này nhá. Lưu huỳnh lớp ngoài có 6. Như vậy nó chỉ cần thêm 2 nữa thôi. Đúng không? Thế trong khi đó oxy thì lớp ngoài cũng 6. Như vậy oxy cũng cần 2, nhưng tôi lại có 2 oxy. Như vậy phải cần 4. Có nghĩa là thế này, lưu huỳnh phải đưa ra 4. Trong khi đó 2 oxy chỉ đưa ra 2. Có công bằng không nhỉ? Chả công bằng tí nào. Đúng không? Vâng, như vậy có nghĩa là ở đây sẽ chỉ có 2 liên kết bình thường và sẽ là 1 liên kết cho nhận, các bạn nhớ đấy. Tức là vâng, ô thứ nhất đưa ra 2 và lưu huỳnh đưa ra 2. Còn ô thứ hai không đưa ra anh nào cả, nó lấy luôn của lưu huỳnh dùng chung 2E. Như vậy ở đây sẽ có 2 liên kết bình thường và 1 liên kết cho nhận. Đấy, các bạn chú ý. Đấy. Vâng, vậy thì phần này về các bạn viết nốt thôi, chứ không có gì khó khăn cả. Đấy, tức là vậy thì các bạn hiểu là thế này. Cái thuyết Lewis hay người ta gọi là thuyết cặp E dùng chung, tức là người ta sử dụng quy tắc bát tử để giải thích sự hình thành liên kết giữa các nguyên tử. Tức là khi tham gia liên kết thì nó đưa ra các E hóa trị để hình thành các cặp E dùng chung. Và khi đưa ra thì mục đích là thế này, làm thế nào khi ở trong phân tử thì các nguyên tử đều đạt được cấu hình lớp ngoài là 8E hoặc là 2E với trường hợp hydro. Được không? Vâng, bây giờ chúng ta sang cái trường hợp, cái ý thứ hai, tức là chúng ta xem cái thuyết sen phủ người ta dùng như thế nào. Chúng ta xem nhé. Bây giờ để hình thành cái khái niệm về liên kết sigma và liên kết pi thì chính là xuất phát từ cái việc người ta dùng cái thuyết sen phủ orbital để giải thích sự hình thành liên kết. Và người ta dùng là thế này, người ta cho rằng khi các nguyên tử tham gia liên kết là chúng đã đưa ra các orbital và để sen phủ với nhau. Và bây giờ các bạn nhìn lên bảng, nó cô giáo nói nhanh thôi ạ. Chúng ta sẽ gặp những cái kiểu sen phủ nào. Ví dụ bây giờ này, chúng ta biết là liên kết giữa hai hydro nhé, thì chúng ta biết là hydro chỉ có một E và E hóa trị của nó là nằm ở orbital 1S, đúng không? Vậy thì khi hai nguyên tử hydro liên kết với nhau, người ta giải thích là thế này. Vâng, hai orbital S vâng sẽ xen phủ với nhau. Đây, 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 đây là vùng xen phủ. Đây chính là người ta gọi là sự xen phủ SS, tức là xen phủ của hai orbital S với nhau. Thế thì khi mà hai nguyên tử tiến lại gần nhau thì hai orbital nó sẽ xen phủ với nhau. Và các bạn hình dung này, cái vùng cô giáo gạch đây người ta gọi là vùng xen phủ. Và đặc điểm của vùng xen phủ này khác vùng không xen phủ ở chỗ nào? Vùng xen phủ này là xuất hiện cả E của nguyên tử này lẫn E của nguyên tử kia. Hay nói cách khác là cái mật độ điện tích âm ở vùng xen phủ này làm sao? Lớn hơn vùng không xen phủ. Và do xen phủ thế này cho nên nó làm trung hòa, tức là cân bằng cái lực đẩy giữa hạt nhân, và người ta nói liên kết được hình thành. Và các bạn thấy này, cái vùng xen phủ này nó nằm trên trục nối giữa hai hạt nhân nguyên tử. Và trục nối hai hạt nhân nguyên tử người ta gọi là gì? Trục liên kết. Và cái vùng sen, cái kiểu sen phủ này người ta gọi là sen phủ trục, tức là vùng sen phủ nằm trên trục liên kết. Hoặc là tôi có thể thế này, trong cái sự hình thành của phân tử HCl ấy, thì ở đây xảy ra sự sen phủ giữa orbital P của clo với orbital S của hydro. Cái sen phủ này người ta gọi cũng là sen phủ SP.
Và sen phủ này cũng là sen phủ trục. Vùng sen phủ này cũng nằm trên trục liên kết. Đấy. Hoặc là trong phân tử clo thì chính là xảy ra sự sen phủ PP. Sen phủ PP. Và đây cũng là sen phủ trục. Đấy. Tức là các bạn hình dung này, khi mà trục của các cái orbital đấy nó trùng nhau ấy, tức là nó cùng hướng, cùng đứng thẳng, thì cái sen phủ này đều là sen phủ trục cả. Và sen phủ trục này là hình thành liên kết sigma. Các bạn nhớ nhé, sen cô giáo viết ở trong phần tài liệu, sen phủ trục là hình thành liên kết sigma. Đây, các bạn lại nhìn lên bảng này. Ngoài sự sen phủ trục này thì còn cái sự sen phủ bên. Sen phủ bên là thế này. Để trong cái phân tử nitơ đấy, tôi cũng chỉ lấy biết nhanh không đủ thời gian. Thì khi mà trục của hai orbital P song song với nhau, tôi vẽ thì nó không đẹp. Thì các bạn hình dung này là trục của hai orbital P song song với nhau. Thì lúc này nó sẽ xảy ra sự sen phủ này, người ta gọi là sen phủ bên. Sen phủ bên. Tức là vùng sen phủ nằm ở hai phía của trục liên kết. Nhưng bây giờ các bạn phải nhìn lên bảng tôi. Và sen phủ bên này là hình thành liên kết pi. Sao ạ? Sen phủ trục của em thấy chắc là đâu ạ? Đâu, bạn chữa cho cô. Thế chắc là cô viết nhầm đấy. Liên kết sigma được tạo thành bằng sự sen phủ trục, còn liên kết pi được tạo thành bằng sự sen phủ bên. Vâng. Còn liên kết sigma thì bền hơn liên kết pi. Bạn chữa cho cô. Nhưng bây giờ vấn đề quan trọng là các bạn nhìn lên bảng ạ. Và sau này nó liên quan đến phần phản ứng hữu cơ các bạn học đấy ạ. Các bạn thấy nhá, khi sen phủ trục này này thì cái vùng sen phủ nó sâu. Từ sen phủ trục nó sẽ vùng sen phủ nó sâu. Mà vùng sen phủ này càng sâu thì tức là liên kết đấy càng bền. Đấy. Mấy thứ hai nó là một thế này nữa. Khi sen phủ trục như thế này thì dù các bạn có tác động vào cái nguyên tử này thì nó quay quanh trục của liên kết thì cái sen phủ này cũng không bị phá vỡ. Chứ người ta gọi nó bền là chỗ đấy. Đấy. Thế còn với sen phủ bên, với cái kiểu sen phủ này các bạn hình dung là cái vùng sen phủ nó nông, tức là nó cái mức độ sen phủ ít, nó nông. Nhưng còn cái quan trọng là thế này, để sen phủ bên được thì trục của các cái orbital này phải song song với nhau. Song song với nhau. Bây giờ chỉ cần thế này, tôi tác động vào một nguyên tử, nó làm lệch cái trục, tức là cái orbital đó bị lệch đi, nó mất tính song song đi, thì làm sao ạ? Thì liên kết đấy bị phá vỡ. Tại vì nó không sen phủ nữa thì liên kết bị phá vỡ. Đấy, cái chuyện nó không bền là ở chỗ đấy. Nó dễ bị phá vỡ là ở đấy. Cho nên tại sao các bạn giải thích là cái liên kết pi dễ bị phá vỡ? Bởi vì chỉ cần vi phạm tính song song của hai cái orbital này là cái liên kết này bị phá vỡ. Bởi vì khi nó không song song nữa thì sự sen phủ cũng không xảy ra nữa. Đấy. Cho nên là các bạn thấy, một mặt là thế này này, một mặt là cái vùng sen phủ này nó nâng, thứ hai nó lại ở hai phía của trục liên kết, tức là nó không được hạt nhân che chắn và như vậy nó rất dễ bị tác nhân tấn công vào. Và thứ ba là cái quan trọng là để sen phủ trục sen phủ bên thì trục của hai orbital này phải song song với nhau. Khi mà nó không song song nữa là cái sen phủ đấy bị phá vỡ, tức là liên kết bị phá vỡ. Vâng, cho nên các bạn thấy người ta nói là tại sao cái liên kết pi lại kém bền hơn liên kết sigma là như vậy. Và tại sao trong các phân tử chất hữu cơ mà khi có liên kết pi thì các cái liên kết pi đó rất dễ bị làm sao? Rất dễ bị phá vỡ. Nó rất dễ bị tác nhân tấn công vào và phá vỡ cái liên kết pi đó. Vâng. Như vậy ở phần này cô giáo chỉ muốn các bạn hiểu được cho cô cái này. Còn cũng các bạn không cần để viết ra. Nhưng chúng ta hiểu à, như vậy thì tại sao cái liên kết sigma lại bền? Và tại sao cái liên kết pi lại kém bền? Đấy. Tiếp tục ạ, chúng ta thấy này, tất cả các liên kết đơn cô giáo đã biết trong tài liệu đều là liên kết sigma ấy. Bởi vì khi hình thành liên kết đơn thì đều hình là sự sen phủ trục này.
Đấy. Còn liên kết đôi, liên kết ba thì cứ liên kết đôi, các bạn biết liên kết đôi thì cứ một là sigma và một là pi. Còn liên kết ba thì sao? Một sigma và hai là pi. Đấy. Bởi vì rõ ràng để xen phủ trục nó chỉ có một trường hợp nó xen phủ trục thôi, đúng không? Cho nên đấy, các bạn nhớ là cứ liên kết đơn thì đều là liên kết sigma. Còn liên kết đôi ba, người ta gọi chung là các liên kết bội đấy, thì chỉ có một là sigma, còn lại là pi. Vâng. À, thôi được rồi, thế này ạ, cái phần lai hóa thì nó tương đối dài, nên hôm nay chắc là chúng ta không thể làm được cái phần lai hóa. Cho nên thế này ạ, còn một chút cái phần lai hóa thì lần sau cô giáo sẽ hướng dẫn nốt các bạn. Thực ra cô giáo hướng dẫn cái phần đấy mục đích chỉ để các bạn học tốt cái phần hữu cơ thôi, tức là các bạn hiểu kỹ cái phần hữu cơ. Đấy. Như vậy thì lần sau chúng ta sẽ làm nốt cái phần lai hóa. À, vậy thì về cơ bản ở cái phần chương phần thứ nhất này, về cấu tạo nguyên tử này, định luật tuần hoàn và liên kết là chúng ta đã làm xong. Chỉ còn cái phần lai hóa cô giáo sẽ làm nốt. Sau đấy các bạn sẽ chuẩn bị cho cô phần về phản ứng oxy hóa khử. Các bạn nhớ chưa? Xong phản ứng oxy hóa khử, các bạn chuẩn bị cho cô phần điện ly. Cô giáo muốn trang bị cho các bạn lại cái phần đại cương đã. Thì sau đấy các bạn học cái phần cụ thể thì nó rất là dễ dàng. Đấy. Thì chúng ta sẽ làm phần oxy hóa khử trước nhá. Xong tiếp phần oxy hóa khử là các bạn làm phần điện ly. Được chưa? Xong phần điện ly thì cô giáo sẽ làm sang cái phần về đại cương của phần hữu cơ cho các bạn. Tức là kết thúc phần đại cương đã. Đấy. Được chưa? Tức là những cái khái niệm mà ví dụ như về đồng đẳng, đồng phân, rồi các cách các bạn viết công thức như thế nào vân vân, thì cái phần đại cương đấy các bạn làm kỹ đi đã. Vâng, vậy thì cái phần này là về nhà lần sau chúng ta sẽ làm nốt một chút phần lai hóa này, và chúng ta sẽ làm phần phản ứng oxy hóa khử, thấy chưa? Phần liên kết các bạn về các bạn làm bài tập cho cô.